những diễn biến mới nhất về tình hình Biển Đông và thế giới trong 24 giờ qua. B-52H tiếp tục xuất hiện trong cuộc tập trận không quân chung Mỹ-Hàn. Nóng, Triều Tiên phóng ICBM qua sông 18, Kim Jong-un đe dọa phản công chết người. Trung Quốc cảnh báo mảnh vỡ hỏa tiễn ở khu vực phía đông bắc Đài Loan Nhật Hàn đạt tiến triển trong giải quyết vấn đề lao động thời chiến. Singapore yêu cầu các ngân hàng giữ im lặng về dòng tài sản ồ ạt vào từ Trung Quốc. Cảnh sát chống bạo động Pháp được điều động trước giờ phán quyết. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Anh Sa mến chào quý khán thính giả đang xem chương trình tin tức trên kênh HTD News. Kính chúc quý vị một ngày bình an và thật nhiều sức khỏe. B52H tiếp tục xuất hiện trong cuộc tập trận không quân chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. Kính thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa hai đồng minh và tái khẳng định khả năng triển khai nhanh chóng các khí tài chiến lược của Mỹ đến bán đảo Triều Tiên. Theo hãng tin Yonhap, Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận không quân chung với sự tham gia của ít nhất một máy bay ném bom chiến lược B-52H. Cuộc tập trận diễn ra một ngày sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa Hwasong-18 loại tên lửa xuyên lục địa ICBM mới sử dụng nhiên liệu rắn. Trong thông cáo báo chí ngày 14 tháng 4 của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nêu rõ, Không quân Hàn Quốc huy động máy bay chiến đấu tàng hình F-35A và máy bay F-15K tham gia tập trận trong khi phía Mỹ triển khai máy bay tiêm kích F-16 cùng máy bay ném bơm. Tuy nhiên, thông báo không nêu rõ địa điểm diễn ra tập trận. Phía Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa hai đồng minh, cũng như tái khẳng định khả năng triển khai nhanh chóng các khí tài chiến lược của Mỹ tới bán đảo Triều Tiên. Gần đây, Mỹ liên tục triển khai máy bay B-52H đến bán đảo Triều Tiên để tham gia các cuộc tập trận với Hàn Quốc. Trong thời gian qua, Hàn Quốc và Mỹ tiến hành nhiều cuộc tập trận chung, trong đó đáng chú ý là cuộc tập trận lá trắng tự do kéo dài 11 ngày. Đây được coi là cuộc tập trận quy mô lớn nhất giữa hai nước đồng minh trong nhiều năm qua. Cùng thời gian này, Triều Tiên cũng thực hiện nhiều vụ phóng tên lửa ra vùng biển phía đông của nước này. Tin nóng Triều Tiên phóng ICPM Hwasong-18, Kim Jong-un đe dọa phản công chết người. Theo hãng truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA, Triều Tiên vào hôm thứ Sáu ngày 14 tháng 4 cho biết họ đã thử nghiệm một tên lửa đạn đạo liên lục địa ICPM, nhiên liệu rắn mới Hwasong-18 nhằm thúc đẩy triệt để khả năng phản công hạt nhân của nước này. Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã chỉ đạo cuộc thử nghiệm và cảnh báo nó sẽ khiến kẻ thù trải qua một cuộc khủng hoảng an ninh rõ ràng hơn, đồng thời liên tục dán cho chúng cảm giác bất an và kinh hoàng tột độ bằng cách thực hiện các hành động phản công gây chết người cho đến khi chúng từ bỏ suy nghĩ ngu ngốc và hành động liều lĩnh. KCNA gọi vụ phóng này là thành công phi thường và là sự cải thiện về năng lực thực hiện cuộc phản công hạt nhân nhanh chóng của nước này. Truyền thông Triều Tiên cũng công bố các ảnh chụp ông Kim theo dõi vụ phóng cùng với vợ, em gái và con gái. Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM Hwasong-18 được đặt trên một bệ phóng di động. Việc phát triển ICBM loại mới qua số 18 sẽ cải thiện sâu rộng các thành phần răng đe chiến lược của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, thúc đẩy triệt để hiệu quả của hoạt động phản công hạt nhân và mang lại sự thay đổi về tính thực tiễn của chiến lược tấn công quân sự, KCNA đưa tin. Các nhà phân tích cho biết đây là lần đầu tiên Triều Tiên sử dụng nhiên liệu rắn cho loại tên lửa đạn đạo tầm trung hoặc xuyên lục địa từ lâu, việc phát triển ICBM nhiên liệu rắn được coi là mục tiêu quan trọng của Triều Tiên vì nó có thể giúp Triều Tiên triển khai tên lửa nhanh hơn trong trường hợp chiến tranh. Hầu hết các tên lửa đạn đạo lớn nhất của Triều Tiên đều sử dụng nhiên liệu lỏng, đòi hỏi chúng phải được nạp nhiên liệu đầy tại bãi phóng, một quá trình tốn nhiều thời gian và nguy hiểm. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Triều Tiên vẫn đang phát triển loại vũ khí này và nước này cần thêm thời gian cũng như nỗ lực để làm chủ công nghệ. Điều này cho thấy Bình Nhưỡng có thể thực hiện thêm nhiều vụ thử nữa. Ankit Banda, thành viên cấp cao tại quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế Mỹ, cho biết, đối với bất kỳ quốc gia nào vận hành lực lượng hạt nhân dựa trên tên lửa, quy mô lớn, tên lửa nhiên liệu rắn là khả năng vô cùng đáng mơ ước vì chúng không cần phải tiếp nhiên liệu ngay trước khi sử dụng. Những khả năng này giúp họ phản ứng nhanh hơn nhiều trong thời kỳ khủng hoảng. Dù vậy, Panda cho rằng Triều Tiên gần như vẫn sẽ giữ lại một số hệ thống nhiên liệu lỏng, làm phức tạp thêm các tính toán của Mỹ và các đồng minh nếu một cuộc xung đột nổ ra. Van Van Dippen, cựu chuyên gia vũ khí của chính phủ Mỹ, hiện đang làm việc với dự án 38 North cho biết tên lửa nhiên liệu rắn vận hành dễ dàng và an toàn hơn, đồng thời cần ít hỗ trợ hậu cần hơn, khiến chúng khó bị phát hiện hơn và dễ sống sót hơn so với chất lỏng. Triều tiên lần đầu tiên phô diễn thứ có thể là ICBM nhiên liệu rắn mới trong cuộc duyệt binh vào tháng 2 sau khi thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy cao vào tháng 12 năm ngoái. Các nhà phân tích cho biết Mỹ có thể phân biệt được một vụ phóng bằng nhiên liệu rắn hay lỏng với các vệ tinh cảnh báo sớm, phát hiện sự khác biệt trong dữ liệu hồng ngoại do các loại tên lửa khác nhau tạo ra. Vụ phóng mới nhất diễn ra vài ngày sau khi ông Kim kêu gọi tăng cường khả năng răng đe chiến tranh theo cách thực tế và quyết liệt hơn để chống lại điều mà Triều Tiên gọi là các động thái gây hấn của Mỹ. Các quan chức cho biết, tên lửa được bắn từ một địa điểm gần Bình Nhưỡng, bay khoảng 1.000 km trước khi rơi xuống vùng biển phía đông Triều Tiên. Triều Tiên cho biết, vụ thử không gây ra mối đe dọa nào đối với các nước láng giềng. Trung Quốc cảnh báo mảnh vỡ hỏa tiễn ở khu vực phía đông bắc Đài Loan Giới chức hàng hải địa phương của Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo về khả năng có mảnh vỡ hỏa tiễn ở vùng biển phía đông bắc Đài Loan, đồng thời cho biết các tàu sẽ bị cấm đi vào khu vực này vào ngày 16 tháng 4. Theo thông cáo báo chí hôm thứ Năm, ngày 13 tháng 4, Cục An toàn Hàng hải tỉnh Nam Phúc Kiến cho biết các tàu sẽ bị cấm đi vào vùng biển từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều vào ngày hôm đó, Thông báo này được đưa ra sau khi Trung Quốc tổ chức các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn chính thức kết thúc vào hôm thứ Hai ngày 10 tháng 4 để đáp lại chuyến thăm quá cảnh của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn tới Hoa Kỳ vào tuần trước, nơi bà gặp Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy ở California. Căng thẳng vẫn ở mức cao khi Trung Quốc điều khiển chiến đấu cơ bay về phía Đài Loan hơn 200 lần vào cuối tuần qua và các tàu hải quân của nước này đi vòng quanh hòn đảo Dân Chủ thông báo chỉ định một khu vực hình chữ nhật phía đông bắc Đài Loan ở biển Hoa Đông. Thông báo này bổ sung cho những gì Trung Quốc đã cảnh báo hồi đầu tuần về vùng cấm bay mà nước này đang thiết lập. Bộ Giao thông Vận tải Đài Loan cho biết vào hôm thứ Tư, ngày 12 tháng 4 rằng, họ đã nhận được thông báo từ Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc về việc thiết lập khu vực kiểm soát hạn chế chuyến bay ở các vùng phía bắc Đài Loan từ ngày 16 cho đến ngày 18 tháng 4 trên thực tế là thiết lập một khu vực mà các chuyến bay sẽ không được phép đi lại. Nhật Bản, Hàn Quốc đạt tiến triển trong giải quyết vấn đề lao động thời chiến. Phía Nhật Bản cho biết, các khoản bồi thường đã được chuyển cho 10 gia đình của các công dân Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động trong thời chiến, qua đó giúp đẩy nhanh nỗ lực cải thiện quan hệ song phương. Theo hãng tin Kyodo, ngày 14 tháng 4, Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo hầu hết các nguyên đơn Hàn Quốc trong vụ kiện liên quan cáo buộc cưỡng bức lao động trong thời chiến đã chấp nhận khoản bồi thường thiệt hại thông qua Quỹ Thanh niên Tương lai do Hàn Quốc và Nhật Bản thống nhất thành lập nhằm giải quyết vấn đề này. Theo bộ trên, các khoản bồi thường đã được chuyển cho 10 gia đình của các công dân Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động trong thời chiến. Trong đó, các gia đình đã nhận được khoản tiền tương ứng trong phán quyết của Tòa án Hàn Quốc năm 2018 đối với hai doanh nghiệp Nhật Bản. Trước đó, các gia đình này đã chấp thuận các đề xuất bồi thường được đưa ra thông qua quỹ trên. Theo đó, giúp đẩy nhanh các nỗ lực cải thiện quan hệ sông phương. Hiện còn khoảng 5 gia đình trong số các nguyên đơn đang cân nhắc khoản bồi thường. Căng thẳng trong quan hệ Nhật Hàn gia tăng sau khi tòa án Hàn Quốc năm 2018 đã phán quyết yêu cầu tập đoàn Nippon Steel và Mitsubishi của Nhật Bản bồi thường cho các nạn nhân Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động. Phía Tokyo bác bỏ phán quyết cho rằng Vấn đề này đã được giải quyết tổng thể khi hai nước bình thường hóa quan hệ năm 1965. Tuy nhiên, sau khi tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol lên nắm quyền vào tháng 5 năm ngoái, ông đã bày tỏ mong muốn và có nhiều nỗ lực để cải thiện quan hệ với Nhật Bản. Ngày 5 tháng 3 vừa qua, Hàn Quốc và Nhật Bản đã thống nhất thành lập một quỹ thanh niên tương lai để tài trợ học bổng cho sinh viên như một phần của thỏa thuận giải quyết vấn đề bồi thường cho các công dân Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động trong thời chiến. Truyền thông Hàn Quốc dẫn các nguồn tin từ chính phủ nước này cho biết, quỹ trên sẽ do liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc, FKI, đứng ra thành lập cùng với liên đoàn doanh nghiệp Nhật Bản, Keidanren. Đây là một phần trong thỏa thuận giữa hai chính phủ nhằm chấm dứt vấn đề tranh chấp lâu nay về bồi thường cho các công dân Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động cho các công ty Nhật Bản trong chiến tranh thế giới thứ hai. Singapore yêu cầu các ngân hàng giữ im lặng về dòng tài sản ạt đổ vào từ Trung Quốc. tờ Financial Times đưa tin mới đây, cơ quan tiền tệ Singapore đã đưa ra chỉ thị ngầm từ khi những người Trung Quốc giàu có chuyển hàng tỷ đô la vào trung tâm tài chính châu Á này. Cơ quan này đã yêu cầu các ngân hàng lớn nhất thế giới tránh thảo luận về nguồn gốc của những khoản tiền đáng kể chảy vào nước này trong năm qua. Cơ quan tiền tệ Singapore cho biết, dòng chảy từ Trung Quốc vào Singapore đã trở thành một vấn đề nhạy cảm về chính trị trong nước và cơ quan này muốn các ngân hàng hạn chế thảo luận công khai về hiện tượng này. Dòng người và tiền từ Trung Quốc đại lục đổ vào Singapore diễn ra khi chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động một cuộc tấn công về luật pháp đối với các doanh nghiệp và một cuộc đàn áp chống tham nhũng. Đảo quốc này đã vạch ra một con đường thận trọng để trở thành một trung tâm tài chính trung lập vào thời điểm căng thẳng gia tăng giữa Bắc Kinh và Washington, trở thành điểm đến cho tài sản của giới siêu giàu Trung Quốc. Chỉ thị ngầm này đã được đưa ra trong cuộc họp ngày 20 tháng 2 của một nhóm, bao gồm các chủ ngân hàng và cơ quan quản lý, trong đó có HSBC, Standard Chartered, UBS, BNP, Paribas, JP Morgan và Citigroup – cũng như các ngân hàng địa phương DBS và ngân hàng Singapore. Nhân viên ngân hàng MAS, ngân hàng trung ương của Singapore đã tóm tắt thông điệp trên của cơ quan chính phủ rằng các ngân hàng tư nhân nên chỉ lặng lẽ làm công việc của mình bởi vì quý vị không muốn gây phản cảm. Một giám đốc điều hành nhóm công nghiệp trong ngành quản lý tài sản cho biết sự hiện diện của Trung Quốc đang được cảm nhận ở khắp mọi nơi. Hiện tượng này không chỉ là siêu du thuyền và xe hơi sang trọng nữa, nó đang lan tỏa đến những người dân hàng ngày và là chủ đề bàn tán của mọi tầng lớp trong xã hội Singapore. Ông cho biết thêm, chúng tôi không được yêu cầu rõ ràng là không được nói về Trung Quốc, nhưng có một cảm giác trong ngành dịch vụ tài chính rằng việc nói về nước này một cách công khai sẽ không được hoàn nghênh. Cảnh sát chống bạo động Pháp được điều động trước giờ phán quyết. Cảnh sát và hiến binh Pháp đã được điều đến trụ sở Hội đồng Hiến pháp, cơ quan sẽ ra phán quyết về số phận kế hoạch nâng tuổi nghỉ hưu gây tranh cãi mà Paris ban hành. Bao gồm 9 thành viên, Hội đồng Hiến pháp là cơ quan có nhiệm vụ đảm bảo các nguyên tắc và quy định của hiến pháp của nước Pháp được tuân thủ theo The Guardian. Trong ảnh, hai hiến binh đứng gác trước trụ sở cơ quan trên tại thủ đô Paris. Vào chiều muộn ngày 14 tháng 4, Hội đồng Hiến pháp sẽ ra phán quyết về tính hợp pháp của kế hoạch nâng tuổi nghỉ hưu gây tranh cãi mới được giới chức Pháp ban hành. Trước đó, Thủ tướng Pháp Elizabeth Bourne đã đề nghị cơ quan trên xem xét điều luật. Các xe cảnh sát Pháp trực tại hiện trường. Nếu điều luật được Hội đồng Hiến pháp phê duyệt, nó có thể được ký thành luật và có hiệu lực ngay từ cuối năm nay. Chính phủ Pháp kỳ vọng phan quyết sẽ giúp chấm dứt các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tuần qua trên khắp nước Pháp, vốn đã khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều xáo trộn. Trước đó, chính quyền của Tổng thống Macron bị phản đối gây gắt vì tìm cách thông qua kế hoạch tăng tuổi hưu mà không cần sự phê duyệt của Quốc hội nhờ vào một điều khoản gây tranh cãi trong Hiến pháp Pháp. Phe phản đối cho rằng đây là động thái thiếu dân chủ. Lực lượng cảnh sát đụng độ với người biểu tình tại Paris Chính phủ Pháp lập luận rằng tăng tuổi hưu là cách cứu vãn hệ thống an sinh xã hội vốn chịu áp lực khi dân số già đi. Giới chức Pháp cấm tuần hành trên đường phố bên ngoài trụ sở Hội đồng Hiến pháp, buộc một số ga tàu điện ngầm đóng cửa cũng như dựng nhiều vật chắn ở hiện trường. Tuy vậy, các cuộc biểu tình vẫn nổ ra gần trụ sở cơ quan trên vào ngày 14 tháng 3. Trong ảnh, sinh viên Pháp dương biểu ngữ phản đối chính phủ ngoài Paris biểu tình còn nổ ra ở nhiều thành phố khác trên khắp nước Pháp. Một số khu vực tại Le Havre, Strasbourg hay Lyon đã bị người biểu tình phong tỏa. Quý vị thân mến, và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi vào hòm thư htdnews.vtva.gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp